Chích xong rồi hả? Là mũi máy, mũi máy, mũi gì, thuốc gì? Trời, đông quá nên nó còn thuốc khác không chứ. Thôi 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 đừng chích, rồi mình cùng lại thì đó cũng được thôi, chờ có Pfizer. Mày phải tới mày hỏi có Pfizer không chứ, vô mình chờ cái mua. Không dám đâu mẹ, bây giờ thằng nào dám pha, mẹ pha chết người ta. Rồi cho nó rộng để cho cái chân nó hơi bị kẹt thì nó múa, nó bị cái bàn trận nó, tao đổi hướng này cho nó múa dễ, nghĩa nó không có vướng cái chân, nó múa nó rộng đủ hết cái sơ đồ. Bữa nó không múa tới khúc nào rồi. Múa từ đây qua nè, nó là con giống như cũ, múa từ đầu đi. Để chỉ ông này một thức xong là qua cái ông múa này, múa tới cái khúc cũ tao chỉ cái khúc mới, rồi mà về quê thằng này xong là nó nghỉ tới Tết vô tháng 3 nó mới vô. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nó, cuộc đời khi công nó tới đây. Thằng này nó là vua mà nó muốn nghỉ một tháng, trong 2 tháng của Tết này, giờ tới tháng 3 nó mới vô quê đồ thì xám. Ôi vậy giờ phải cho nó về, phải luyện mấy cái bài dịch cân kinh với cái bài kia. Mày cứ đừng có suy nghĩ về khí á, mày cứ tập đều cho tao, đừng mày cứ tập như thể thao thể dục cái đã, chứ đừng có cảm nhận về cái gì ở trong người là chết đó. Rồi giật cái lùi 4 lần, khi tập khí công đừng có suy nghĩ gì cao siêu á, giống như đi học hồi mẫu giáo hay vô ông thầy chỉ gì cứ làm 10 năm thì như giỏi hay nào không ai. Còn ngồi trong người tao có cái hiện tượng này tao giống như thần linh, thôi chết. À, cứ tập hoài là nó có, chứ đừng có suy nghĩ hết, cứ tập hoài đi. Nhưng mà tập nhiều chưa, tập nhiều rồi mới tính chứ, cứ tập giống như thằng học nghề, học 2-3 tháng có gì chứ, mẹ tao 10 năm cứ từ từ thời gian lâu tự nó có, trong người nó có rồi bắt đầu mới mê, thấy thì mình làm được cái gì đó cái mình khoái rồi nó rồi vũ. Cái còn chuyện này xong lát ông cũng coi nó cũng đang tập cái bài này đó. 1 2 thu là bữa nó tới đâu, tới đây hả? Đó tới kia, tới cái chút mình chuẩn bị đá rồi gãi thấp em, 1 2 và bước ra cái nước tới đó là phải không? Tới đây ta chỉ tiếp nè, tiếp cho mày tiếp, lắc về tới quê mọc tới đây, ha. Cái mày duỗi hai tay ra, cái mày bước nửa chân lên, thu cái chân này lại, cái tay này để rồi, rồi cái co cái chân lên, chéo tay bước tới, quơ cái tay ngực là sao, đó. Co chân lại lên, đạp ra, duỗi chân ra. Xong co chân lại, để chân xuống, đấm hai đầu đó, ở đó hôm nay tới đó múa đi. Rồi tập lại cái khúc đó nối qua này, làm lại nè. Khi tới đây duỗi hai tay ra, co nửa chân lên, xìa vậy, cho chân bước tới, quơ một vòng, co chân đá ra, để chân xuống, tay đầu gối, bước chân rộng ra, đóng lên hai cái. Hôm nay tới đó, tiếp luôn là tới đây xong ha, cái quay chân là phía sau, nhà đang đứng dậy xoay bên kia cho mình quay ngược chiều vậy, xoay bên kia, co chân lên, đó rồi đạp ra, đó hôm nay tới đây, rồi cái co tay đứng lên vậy, đó làm lại. Hôm đó là vợ là phần 6 rồi đó, còn 7-8 phần thứ 6 múa lại đi.
con nó có quay clip nó lắc bài để về quê nó tập rồi đạp ra để hạ gót xuống, hai tay đột đấm móc lên rồi xoay ra phía sau, co chân lên đạp ra rồi rút cái tay lên vậy đó, hai tay đó